Hi, chào mọi người, và mình là Lam. Lâu lâu lại ngồi lên với mọi người nè. Lần này, Lam lại tiếp tục unboxing những món phân hồi phẩm hay ho, thú vị, độc lạ cho mọi người xem ha. Hứa hẹn sẽ toàn là những món khá ấn tượng và bảo đảm lạ mắt đó. Món quà lần này là nguyên một box và một phẩm bự đến từ Stationery Pal. Đây là một shop đến từ nước ngoài nha. Ship đến có vỏ bọc nữa nhưng mà Lam vứt nó đi rồi, để lại hộp bên trong thôi. Chiếc hộp này khá là màu sắc, trông dễ thương, đáng yêu, dễ mang luôn á. Bên trong cũng có cái vibe y như vậy luôn. Giấy rơm đủ loại nè, còn có cả mấy cái miếng tròn tròn nhỏ nhỏ nữa. À, một điều rất là ấn tượng khác khi mở chiếc hộp này ra đó chính là mùi thơm á mọi người. Kiểu mở ra một phát là ngào ngạt hương hoa luôn á. Ngoài danh sách sản phẩm ra thì Stationery Pal Lam thấy đặc trưng là luôn tặng thêm mấy cái món đồ chơi vô, kiểu đồ chơi con nít theo nghĩa đen luôn. Mà thôi, ừ thì cũng dễ thương. Có hai cái kẹp này vẫn là loại tặng thêm, tuy nhiên so với các món đồ chơi khác thì hai cái này có công dụng với Lam hơn. Lúc đầu Lam không có để ý phần seal này đâu, chỉ khi mà nhìn kỹ thấy phần xước xước á thì mới sực nhớ ra là có thể có seal nên là đi kiểm tra lại. Lột seal ra là đã lắm luôn á, tại thành quả cho ra khá là bóng bẩy. Tiếp theo sẽ là một món đồ thủ công mà chắc mọi người có thể đã thấy qua rồi. Thay vì đây là chiếc kéo thủ công cũ của Lam, mỗi kéo chỉ cắt được đúng một họa tiết thì với hộp kéo thủ công này, chỉ cần một chiếc kéo là mọi người có thể sáng tạo đến tận 5 họa tiết khác nhau. Hộp đựng kéo là bằng nhựa cứng, khá chắc chắn, sắp xếp các lưỡi kéo và cũng gọn gàng ha. Kéo này thì khác một chút so với loại cũ của Lam là nó được làm bằng nhựa cứng thông thường, nhưng cắt vẫn rất là ngon ơ nha. Để thay lưỡi kéo thì mọi người chú ý phần nút bấm ở đây, nhấn xuống thì phần lưỡi kéo sẽ được trồi ra ở phía trên. Nhẹ tay kéo nó xuống một chút xíu nữa là mọi người có thể dễ dàng lấy ra rồi. Làm tương tự với bên còn lại nha. Để lắp một lưỡi kéo mới vào thì cũng đơn giản thôi. Mọi người đảo ngược tất cả các bước ban nãy lại là ok rồi nè. Rồi để làm show thử cho mọi người xem mấy cái họa tiết mà mấy chiếc kéo này có thể cắt được nha. Còn theo mọi người thì mọi người sẽ thích họa tiết hoa văn nào nhất? Lam cũng sẽ có cái mình thích, có cái không. Nhưng nhìn chung thì Lam nghĩ mỗi loại đều sẽ có công dụng của riêng nó. Món này thì có lẽ mọi người cũng đã biết rồi ha. Một cây dao rọc giấy dạng bút và kèm theo một số lưỡi dao thay thế. Dao rọc giấy thì thật ra Lam cũng có rồi, nhưng mà đó là dạng cơ bản thôi. Còn cây dao rọc giấy dạng bút này Lam lựa là để sau này làm mấy cái món đồ thủ công cần tỉa hình đồ á, thì cây này sẽ linh hoạt điều khiển hơn. Nhưng khi mọi người dùng cây này thì nhớ là cẩn thận đóng nắp đàng hoàng nha, chứ không là để không vậy rồi cắm vào ống cắm bút, lỡ tay là chảy máu á. Nói đến dao thì Lam unbox luôn món này cũng na ná ha. Đây là chiếc kéo mini nhỏ xíu xìu xiu luôn. Size cỡ tầm dài hơn ngón trỏ một xíu thôi. Nhỏ vậy chứ cắt ra vẫn khá là mượt mà. Do là có đệm lò xo nên khi ấn vào trong, kéo sẽ tự động bật ra ngoài để mình cắt. Cơ chế này cũng khá là hay, giảm đau tay khi cắt nhiều á. Đổi gió xíu thì giờ mình sẽ sang unbox mấy cái miếng giấy họa tiết, giấy nốt xinh xinh ha. Lam có hai tập, một là xanh, một là hồng. Lúc mà lựa online á, Lam không nghĩ là nó nhỏ thế đâu, kiểu ít nhất Lam đoán là nó phải tầm gấp 2, gấp 3 lần hiện tại. Khi nhận về tay thì mới thấy là bất ngờ thật sự. Tuy nhiên thì công nhận rằng hình ảnh hoa văn của tập này khá là ok la, giống hoàn toàn như tờ bì luôn á. Lam lựa hai màu là xanh với hồng, là hai màu mà Lam cảm thấy mình thích nhất. Và một lý do nữa là hai màu này Lam thấy mình giỏi lựa màu để mà trang trí sổ vỡ nữa. Tiếp, đây lại là hai tập sticker đánh dấu trang, chất liệu bằng giấy nha. Bề mặt thì không có bóng đâu, nên là thoải mái viết bút mực vào thôi. Chứ có nhiều loại mà bề mặt bóng, mọi người phải mua thêm mấy cái bút lông dầu để viết vào á thì mới ăn mực cơ. À, trên web của shop thì tập giấy này có cả mấy cái màu xanh dương, xanh lá nữa. Nhưng Lam nghĩ thì lâu lâu mình đổi sang tone nono với màu hồng đi, cho có chút lạ mắt, ấn tượng xem sao. Sang phần bút nè, thì đây sẽ là set 6 cây bút 2 ngòi. Chắc chắn rằng nếu mọi người đã xem review trên TikTok hay là YouTube nhiều thì đã từng thấy qua rồi đúng không? Còn Lam thì giờ mới được trải nghiệm nè. Mấy cây này mọi người dùng để làm hiệu ứng viết chữ hay là trang trí lượng sóng là nó ảo lắm luôn á. Mỗi cây thì sẽ có mỗi màu sắc khác nhau. Tuy nhiên theo Lam thấy thì set này có vài màu cũng na ná nhau. Tính tổng trên 6 cây thì đây sẽ là những cây Lam thích sự phối màu của nó nhất nè. Bữa Lam cũng vừa mới up một chiếc video tái chế giấy tập cũ á. Mọi người hỏi thăm đồ bấm lỗ nhiều lắm luôn. Đây là cái mà Lam dùng trong video đó đó. Có nhiều màu xinh lắm nha, nhưng Lam chọn trắng cho basic thanh nhã. Đồ bấm này một lần bấm được tận 6 lỗ. Mọi người chỉ cần so đúng khớp với các lỗ đã bấm là sẽ tạo được một cái hàng thẳng tắp luôn.
Còn phần đáy của đồ bấm sẽ đựng mấy cái lỗ giấy dư á. Đây đây, đây chính là dụng cụ học tập mà đã đem lại cho Lam một chiếc video hơn 2 triệu rưỡi view trên TikTok và đạt hơn 300.000 view trên YouTube lắm. Hộp bút lục giác này mua là có đầy đủ tất cả dụng cụ cơ bản cần thiết cho học sinh luôn, tặng kèm cả ngòi thay thế cho chị bấm nha. Khám phá vào bên trong những nhân vật chính thôi. Đầu tiên là một chiếc thước kẻ, sau đó mở nắp ra thì tụi mình sẽ có thêm 7 dụng cụ khác nhau được đặt trong mỗi cái lỗ như vậy nè. Chính giữa sẽ là một cây bút gôm, có thể đẩy ra dài ngắn tùy thích, nhưng mà nhìn chung thì đẩy vừa phải thôi để cầm với sử dụng được dễ dàng hơn. Còn những cái ô còn lại thì là hai cây bút bi xanh nè, một cây bút bi đen, một cây màu đỏ, một cây chì màu và một cây chì bấm. Đầu còn lại sẽ là đồ chuốt chì. Nhìn chung thì một hộp này cũng đựng được kha khá dụng cụ đó. Bên cạnh đó thì tụi mình có thể chọn mua thêm ngòi để thay thế cho cây bút bi trong hộp, sẽ tiết kiệm hơn là mua lại nguyên một cái hộp khác nè. Và yên tâm là mấy cái ngòi này vừa size với bút hết nha. Để cất lại thì mọi người chỉ cần tua ngược các bước, đẩy cái cây bút tương ứng vào từng lỗ của hộp là ok. Thực tế thì hộp này cũng sẽ có hạn chế của riêng nó, nhưng mà nhìn chung thì nó vẫn khá là ấn tượng, độc lạ ha. Tiếp theo sẽ là một chiếc đồ bấm có thể tái chế được. Dùng đồ bấm này thì chắc chắn là phải mua hộp ghim bấm phù hợp luôn mới dùng được nha. Mọi người sẽ để các ghim bấm vào phần lỗ ở đuôi của đồ bấm, bỏ nhiều cái vào một lần cũng được. Để bấm thì mọi người kẹp phần đầu của đồ bấm vào sấp giấy cần bấm, đẩy mạnh cái nút ở phần giữa thân lên để bấm được nha. Sau khi xài thì mọi người có thể rút đồ bấm ra để dùng cho việc khác nè. Món này sẽ là một món Lam thấy cũng hay nhưng mà cũng khó để dùng nhiều á. Cái dao cắt này làm Lam nhớ đến cái dao cắt pizza á mọi người, nhà Lam cũng có luôn. Nhưng mà theo hướng dẫn thì dao này dùng để cắt vải được nè, hay là sấp giấy dài chẳng hạn. Cái này sẽ khá là nguy hiểm nếu rơi vào tay trẻ nhỏ nha. Chưa kể tụi mình lỡ tay làm rơi xuống chân cũng rất là nguy hiểm luôn. Cho nên lưu ý không dùng là phải khóa chốt an toàn lại ngay. Bộ này có kèm theo lưỡi dao thay thế nữa. Mọi người để ý phần đầu này nè, xoay các chốt vặn ra, sau đó là hoàn toàn có thể lấy phần lưỡi dao ra được. Bộ lưỡi dao này thay thế sẽ có vài lưỡi là hoa văn họa tiết hay là giúp cắt tức nét á. Lắp vào thì mình tua ngược các bước như lúc lắp cây kéo hoa văn ban nãy làm nói á. Rồi, món đồ cuối cùng cũng là món Lam thích nhất đây. Cái này là đồ ấn dấu nha. Nhưng hay một cái là đồ ấn dấu này có thể tự custom chữ luôn. Đây nè, khi ấn xuống thì mọi người sẽ thấy là phần mặt dấu khá là lạ mắt, được chia thành nhiều rãnh ngang qua. Đi kèm với con dấu này sẽ là một túi zip bên trong đựng bảng chữ cái, bát mực và nhíp gấp chữ. Bảng chữ cái Lam thấy khá là nhiều, một chữ sẽ được cung cấp khoảng 3 lần luôn. Còn bát mực thì sẽ là bát mực trắng. Ở đây thì Lam đã gỡ chữ ra trước hết rồi. Tại mới gỡ lần đầu thì sẽ hơi khó, mất thời gian. Còn lần 2, lần 3 sẽ dễ hơn nha. Để gắn chữ vào thì trước tiên mọi người phải ấn con dấu xuống, sau đó khóa lại. Lúc này mặt dấu mới ngửa lên hoàn toàn để gắn chữ. Bát mực là bát mực trắng cho nên Lam cũng thấy hơi bất tiện, phải chạy ra ngoài nhà sách để mua một hộp mực dấu để phiêu vào. Hộp mực này thì tầm 40.000 nha. Lam cũng không biết là chỗ mọi người có bán lẻ không nữa. Không có thì mọi người lên Shopee kiếm cũng được. Còn giờ thì mình nhỏ mực vào bát thôi. Bát mực thấm cũng nhanh lắm mọi người. Và cũng lưu ý là phiêu ít thôi nha. Lam lỡ phiêu nhiều nên là lát nữa nó sẽ bị trào ra á. Kiểu cái chữ nó bị lem lem không có được rõ nét. Giờ đến bước thay bát mực vào nè. Mọi người ấn dấu vừa vừa thôi để trồi ra cái khe trống này. Sau đó lật ngược bát mực lại để đẩy vào là xong. Mực ra khá là ổn áp, chữ cũng rõ nét. Có cái là sẽ hơi xa xa một xíu thôi. Lam tận dụng in lên mấy cái giấy đánh dấu ban nãy nè. Ăn mực khá là tốt. Sau đó dùng chính cái miếng đánh dấu này để làm nhãn vỡ, quá là tiện ha. Đóng dấu khá là khó để canh thẳng hàng, cho nên là Lam nghĩ mình sẽ cần phải luyện tập thêm nhiều để canh cho đúng á. Vậy là vừa rồi Lam đã unbox xong toàn bộ kiện hàng đến từ nhà Stationery Pal rồi. Mọi người thích món nào nhất nè, hãy comment cho Lam biết với nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều vì đã theo dõi hết video này. Và nếu yêu thích video, hãy cho Lam một like, share và đăng ký kênh YouTube để ủng hộ Lam nha. Bye bye!